Anh mời em. Cảm ơn anh. Từ khi má chồng em lên sống chung, chắc em sống không được thoải mái đúng không? Làm sao mà thoải mái được hả anh? Tự nhiên cuộc sống riêng tư của gia đình mình bị một người xen vô, lại không cùng thế hệ nữa, em thấy khó chịu thôi. Bây giờ chán quá, biết làm sao bây giờ? Chú Lộc thiệt là tệ. Làm chồng thì phải biết nghĩ cho vợ mình chứ. Có người phụ nữ nào mà thích sống chung với má chồng của mình như vậy đâu. Từ ngày mà nhà em có một người xen vô, em thấy cô đơn dữ lắm. Giống như là em đang bị bỏ rơi vậy đó. Nhìn vào mắt em anh hiểu. Bởi vì chúng ta cũng gần giống như nhau. Anh Thông nói gì? Ý anh là sao em không hiểu? Anh muốn nói là anh với em là hai tâm hồn cô độc gặp nhau. Anh nói sao chứ, em thấy anh Thông yêu đời quá chừng luôn. Làm gì có chuyện buồn. Em lầm rồi. Chỉ vì quá buồn, quá cô độc, anh mới tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Vui cũng sống, mà buồn cũng sống. Vậy tại sao mình không chọn cho mình cái cách sống vui vẻ hả em? Anh Thông nói chuyện hay thiệt đó. Nhưng mà em vẫn không hiểu, một người có sự nghiệp vững vàng như anh, gia đình thì đề quề, vậy sao anh còn thấy buồn và cô độc? Những gì em và những người khác thấy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi. Sự nghiệp, vợ con. Có thể nói là vững vàng êm ấm đó. Nhưng bề chìm của tảng băng kia thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới biết được thôi. Bộ cuộc sống vợ chồng của anh không hạnh phúc hả? Vợ anh là người đàn bà đảm đang, vén khéo, nhưng không thể chia sẻ được với anh bất cứ điều gì. Mở miệng ra lúc nào cũng chỉ biết có tiền thôi. Vợ anh chỉ cần anh kiếm sao cho thiệt nhiều tiền là đủ, không có quan tâm tới đời sống tâm hồn của anh. Em thấy cuộc sống của anh cũng chán thiệt đó. Nhưng mà em đã có suy nghĩ khác với anh. Người phụ nữ thì lúc nào cũng mong muốn chồng mình đi làm mang về thật nhiều tiền. Nhưng mà đối với em thì ngoài tiền ra còn phải có sự lãng mạn giữa hai người nữa kìa. Chính vì điều này của em mà lần gặp đầu tiên anh cảm thấy như mình đã từng thân thiết. Em à, cảm ơn ông trời đã xui khiến cho anh gặp em. Phương nè, từ nay á em phải noi theo tấm gương của anh mà sống nghe. Đảm bảo với em á, em sẽ thấy yêu đời hơn rất là nhiều. Em biết rồi. Anh Thông làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em có thân hình rất là tuyệt mỹ, nhưng mà thân thể của người phụ nữ nếu mà không biết giữ gìn á thì sẽ rất dễ bị mất phọt, rất dễ bị sồ sề và xấu xí lắm đó. Phương, em đó, từ nay về sau em phải biết quan tâm tới thân thể của mình nhiều hơn, em biết chưa? Em chịu thôi. Bây giờ em biết giữ bằng cách nào đây hả? Anh sẽ giúp em.